có một chàng trai hỏi dù giàu có nhưng con không thấy vui nên làm thế nào để được vui vẻ mỗi ngày ạ à? hiền sư hỏi giàu đến mức nào chàng trai đáp biệt thự ba căn siêu xe sáu chiếc tài khoản tiết kiệm vài trăm tỷ thế đã đủ giàu chưa ạ à? hiền sư bèn giang rộng hai tay chàng trai gật đầu tán thành ý thầy là con nên báo đáp xã hội giúp đỡ những số phận đáng thương đúng không ạ à? thiền sư lắc đầu nguôi nguẩy không ý ta là chúng ta làm bạn có được không câu chuyện số 2 thiền sư dạo này con phát hiện mình ngày càng chán ghét phụ nữ chỉ có hứng thú với đàn ông xin thầy giúp con với ạ à? thiền sư không nói không rằng nhảy lên nóc nhà Chàng trai hổ hởi đáp, ý thầy là con nên nhìn cao trông rộng, không cần câu nệ tiểu tiết đúng không? Không, ta chỉ muốn tránh xa con ra thôi. Câu chuyện số 3 Cô gái hỏi, thưa thầy, xã hội càng lúc càng loạn, ra đường mà cứ nơm nớp lo sợ, xin thầy dạy con nên làm thế nào để tự bảo vệ mình. Hiền sư nhẹ nhàng đổ cốc nước lên đầu cô. Cô gái sững người một lát rồi nói, ý thầy là con nên lạnh lùng tỉnh táo trong mọi hoàn cảnh ạ. À. Hiền sư lắc đầu đáp, "Không, ý ta là con chỉ cần để mặt mộc ra đường là được." Câu chuyện số 4, một chàng trai hỏi, "Làm thế nào để kết thúc đời độc thân ạ?" À? Hiền sư chỉ tay về ngọn núi đối diện, chàng trai hớn hở reo lên, Ý thầy là người có nhân duyên với con đang ở ngọn núi kia ạ? Không, năm đó vì muốn kết thúc đời độc thân, ta đã lên núi này làm sư, còn ngọn núi kia còn trống đó, con có thể sang đó mà tu hành. Câu chuyện số 5. Chàng trai hỏi: "Thiền sư, con hay bị mất ngủ, nên làm thế nào ạ?" À? Thiền sư chỉ tay về bức tường trắng xóa ngoài sân. Chàng trai ngẫm nghĩ hồi lâu, ý thầy là con nên vứt bỏ tạp niệm, lòng sáng như ngọc mới mong an giấc ạ. Thiền sư bực mình nói, ý ta là mời cậu về cho, nửa đêm nửa hôm không cho ai ngủ hả? Câu chuyện số 6 Một chàng trai nọ nói, con đang theo đuổi nàng hơn 6 năm nay vẫn chưa có kết quả gì, xin thiền sư chỉ giáo. Hiền sư đưa mắt về phía con ốc sen đang miệt mài bò trên thân cây. Chàng trai trầm tư một lát rồi nói: "Ý thầy là chỉ cần bền bỉ kiên trì đến cùng, nhất định sẽ thành công ạ?" À? "Không, ý ta là trước tiên con cần có căn nhà của riêng mình như con ốc sen kia đã." Câu chuyện số 7. Chàng trai ủ rũ nói: "Con hết lòng hết dạ với mối tình đầu." cô ấy nói gì con cũng nghe muốn sao cũng chiều kết quả cô ấy chê con nhu nhược không có chính kiến đòi chia tay đến người thứ hai con luôn tỏ ra quyết đoán mạnh mẽ sẵn lòng lăn xả vì nàng không ngờ cô ấy bảo con quá hoàn hảo ở cạnh con không có cảm giác an toàn hiền sư bất giác đưa tay sờ đầu chàng trai nhanh nhỏ nói ý thầy là con nên dùng đầu suy nghĩ Tùy từng hoàn cảnh mà xử lý khác nhau có phải không? Ý ta là một hòa thượng như ta thì hiểu gì về yêu đương chứ? Câu chuyện số 8. Chàng trai nói: Xã hội nhiễu nhương, tham quan nhan nhản, người xấu xương xương tự đắc, người tốt cam chịu cúi đầu, con thực sự không chịu nổi, sự uất hận đau đớn khiến con ăn không ngon ngủ không yên, xin thầy cho con một lời khuyên. Hiền sư bèn đưa cho chàng trai một tờ giấy trắng và một hộp màu. Chàng trai tô những màu khác nhau trên tờ giấy, sau đó mỉm cười nói: "Con hiểu rồi, ý thầy là cuộc đời vốn đa sắc màu, chỉ cần sống không thẹn với lòng, sống theo lý tưởng của mình là đủ ạ." À? Hiền sư chán nản lắc đầu. "Không, ý ta là con cứ làm màu tiếp đi." Câu chuyện số 9 cô gái nói thiền sư sao chồng con lại đi ngoại tình trong khi con hết mực yêu chiều chăm sóc anh ấy thiền sư nói trước tiên con ăn cái bánh này đi cô gái ăn xong thiền sư hỏi ngon không có ạ à. có muốn ăn nữa không có ạ à. bây giờ con hiểu lý do rồi chứ cô gái gật gù đáp vâng ạ à, lòng người tham lam không có giới hạn Thiền sư vội lắc đầu quầy quậy. Không không, do con quá béo rồi đó. Câu chuyện số 10 Chàng trai nói, bạn bè mới kết hôn đã ly hôn làm con mất hết niềm tin vào tình yêu. Hiền sư chậm rãi chỉ tay về phía chậu hoa lan và hoa đỗ quyên ngoài sân. Chàng trai ngắm nhìn hồi lâu rồi nói Ý thầy là tình yêu vốn tự nhiên như hoa cỏ, lúc thì dịu dàng khoe sắc sáng bừng không gian nhưng rồi cũng có lúc lụi tàn buồn bã thê lương con người vốn dĩ không nên đòi hỏi quá nhiều ở tình yêu đúng không thầy hiền sư thở dài đáp không ý ta là chuyện người ta ly hôn thì có liên quan gì đến cậu rất cảm ơn quý vị đã lắng nghe video chuyện vui phật pháp ngày hôm nay hy vọng video có thể đem đến cho bạn những nụ cười tươi vui ngày cuối tuần Xin cảm ơn và hẹn gặp lại